Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tại khu vực đất liền, thì lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Khoảng ngày 10 tháng 12, thì áp cao lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và từ ngày 13 sẽ suy yếu và di chuyển sang phía đông. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình. Thưa quý vị, khu di tích Tháp Bà Ponagar, Nha Trang, Khánh Hòa là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa có quy mô và loại lớn nhất còn lại ở miền Trung Việt Nam. Được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13, thời kỳ đạo Hindu Ấn Độ giáo đang cường thịnh tại vương quốc Champa cổ. Ponagar hay Tháp Bà là ngôi đền nằm trên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50m so với mực nước biển ở cửa sông Cái, cách trung tâm của thành phố Nha Trang khoảng 2km về phía bắc, nay thuộc phường Vĩnh Phước. Tên gọi Tháp Ponagar được dùng để chỉ chung cả công trình kiến trúc này, nhưng thực ra nó là tên của ngọn tháp lớn nhất cao khoảng 23m. Tổng thể kiến trúc của Ponagar gồm 3 tầng đi từ dưới lên trên. Ở tầng thấp, ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đấy thì có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa. Với lối kiến trúc độc đáo và đặc sắc, quần thể đền tháp Ponagar đã trở thành nơi hành hương của các tín đồ đến tiến hành các nghi lễ tôn giáo, hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Song song với các hoạt động chào mừng lễ Noel và Tết Dương lịch 2012 diễn ra tại nhiều điểm ở trung tâm thành phố Nha Trang, từ ngày 22 tháng 12 sắp tới, tại Tháp Bà Ponagar cũng có nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc để phục vụ người dân và du khách. Theo đó, thì Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động như là triển lãm ảnh về tục thờ mẫu Việt Nam, biểu diễn chương trình ca múa nhạc Chăm, triển lãm và trình diễn nghệ thuật chế tác gốm Bầu Trúc ngay tại Tháp Bà. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại vùng khu vực Tây Bắc khá nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất 20 độ. Tại Sapa, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ với độ ẩm 90%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ duy trì từ 10 đến 14 độ. Tại Hà Giang, không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 độ và cao nhất 21 độ. Tại Hạ Long, không mưa, trời rét và có sương mù, nhiệt độ trong ngày từ 17 đến 22 độ. Còn tại Hải Phòng, mưa nhỏ, trời rét và sương mù, nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 22 độ. Tại Sầm Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng hay Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm về sáng trời lạnh. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 17 độ và cao nhất 23 độ. Tại Phong Nha, Kẻ Bàng, nhiệt độ dao động từ 18 đến 23 độ. Còn tại Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 25 độ. Tại Đà Nẵng, không mưa, trời se lạnh về đêm với nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 27 độ. Tại Hội An, có mưa nhỏ, trời trở lạnh, biên độ nhiệt từ 22 đến 27 độ. Còn tại khu du lịch Bà Nà, có mưa phùn và sương mù, trời rét với nhiệt độ ban đêm 15 độ, còn ban ngày 20 độ với độ ẩm 90%. Thời tiết tại các khu du lịch Nha Trang, Mũi Né hay Vũng Tàu thì thời tiết khá tốt, trời hầu như không có mưa với gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Cụ thể tại Nha Trang nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, còn tại bãi biển Mũi Né thì nhiệt độ trong ngày từ 25 đến 32 độ. Tại thành phố Vũng Tàu nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 32 độ. Tại Pleiku, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, mây thay đổi, ngày nắng nhẹ, đêm không mưa và trời chuyển rét, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Cụ thể, tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất 19 độ và cao nhất 28 độ. Tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ. Còn tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ duy trì ở mức từ 12 đến 22 độ. Tại các khu vực như Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh hay U Minh thì thời tiết Nam Bộ vẫn duy trì sự ổn định với mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất 33 độ với độ ẩm 60%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 32 độ. Tại U Minh, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ. Thời tiết biển có mưa dông. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, với nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo 26 độ và cao nhất 31 độ. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất tại đảo Phú Quốc 25 độ và cao nhất 31 độ, với độ ẩm khoảng 70%.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.